Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Và ngày hôm nay thì sàn ô tô Mỹ Đình em về được một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng, một chiếc xe cực kỳ hầm hố, được mệnh danh là một chiếc cơ bắp Mỹ. Em xin được giới thiệu, đây là chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2017, model 2018. Và xe chạy cực ít, chỉ hơn 40.000 km thôi. Lốp treo xe vẫn còn nguyên bản và lốp sơ cua chưa một lần chạm đất luôn. Và để đi vào chi tiết chất lượng của cái chiếc xe này thì bây giờ em sẽ mời mọi người đi một vòng quanh xe để cảm nhận cái độ mới của chiếc xe này nhé. Ở cái model 2018 thì ở phía mặt ca lăng nó sẽ khác so với phiên bản 2017. Tiếp đến cái dấu hiệu nhận biết tiếp theo nó sẽ ở cái phần mâm xe, la răng của xe nó sẽ khác. Xe được trang bị đèn full LED. Đó. Cảm biến va chạm phía trước đầy đủ. Mọi người có thể thấy là chất lượng của phần vỏ xe nó còn rất là mới, zin. Tất cả những đường gân rồi những mép cản, cánh cửa rồi cũng như là phần sơn si ngoại thất còn 70 triệu nữa. Vâng. Và đây là cốp điện, xe được trang bị cốp điện. Bản này là bản cao cấp nhất nha mọi người nhá. Đó. Ở hàng ghế thứ 3 của xe thì sẽ được trang bị gập ghế điện này. Đó. Đây là khi chúng ta mở ghế lên, hoàn toàn bằng điện hết ạ. Cốp của xe còn rất là rộng. Đây. Chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ. Mọi người có thể thấy từng cái chi tiết nhựa này rất là mới này, không có vết xước này. Hàng ghế thứ 3 thì gần như là không có người ngồi mấy. Tất cả những con ốc cốp này, zin hết này, rồi những cái đường keo chỉ cũng vậy. Em đã kiểm tra hết rồi và cam kết cho mọi người là xe không bị đâm đụng hay là mất keo chỉ một phần nào đâu ạ. Đấy, cốp điện thì chúng ta chỉ có ấn xuống đây là có thể đóng cốp rồi. Đó, phần thiết kế đèn hậu là giải LED nhìn rất là đẹp. Đây, ở cái phiên bản nó sẽ có những cái thanh mạ chrome đi theo quanh xe. Ở model 2018 thì mới có những cái chi tiết này. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người đi vào cái khoang nội thất và chi tiết của chiếc xe này nhé. Tất cả keo chỉ, rồi phần tapi cửa rất là mới. Đó, ghế da căng đét luôn ạ, không một cái vết nhăn nào. Gần như là hàng ghế thứ hai là không có người ngồi. Cửa sổ trời toàn cảnh nhé mọi người nhé. Hai cửa sổ trời. Và xe rất là thông minh khi trang bị cái mã khóa ở đây nhé mọi người nhé. Khi chúng ta không mang theo chìa khóa, chúng ta có thể cài đặt và mở khóa bằng những cái phím bấm này, những con số này mà do chúng ta tự đặt. Và đây là khoang lái của chiếc xe này. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Ở cái phần chi tiết keo chỉ thì xe Ford nó là tôn gập vào nên là rất là dễ để nhận biết. Rồi những cái chi tiết tapi này rất là mới, những cái phím bấm vẫn còn nguyên, không bị mất sơn. Từ vô lăng đến cần số, mọi thứ chi tiết nguyên bản. Ghế lái chỉnh điện và rất là thông minh và hiện đại khi hai hàng ghế trước được trang bị hệ thống massage. Khi mà chúng ta đi đường dài thì có thể là bật massage lên để giúp chúng ta đỡ bị mỏi hay là bị đau lưng. Vô lăng cần số còn rất là mới. Xe được trang bị hai hàng ghế trước có cả sấy sưởi làm mát ghế luôn nhé mọi người nhé. Mùa hè thì rất là mát và mùa đông thì sẽ rất là ấm. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người đi vào cái khoang động cơ của chiếc xe này để kiểm chứng cái chất lượng của chiếc xe này nhé. Cảnh báo lệch làn đầy đủ ở trên gương luôn. Tất cả những chi tiết từ ốc cabo đến keo chỉ cabo là đều nguyên bản hết mọi người nhé. Đó, khoang máy, tất cả những con ốc bản lề, ốc tai này, nó đều zin 100% luôn. Em quay chi tiết như này thì các bác ngồi nhà và xem ấy thì có thể xuống tiền và chuyển cọc cho em luôn được đấy ạ. Tất cả những chi tiết em quay nó rất là rõ ràng. Đèn LED daylight đó. Và vừa rồi là chi tiết chiếc
Ford Equalizer. Mọi người có thể nhấc máy lên và gọi điện cho em nhé. Em sẽ tư vấn và chi tiết hơn nữa cho mọi người. Chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 1 tỷ 840 triệu đồng. Có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Nếu anh chị có nhu cầu hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em. Chiếc Ford Explorer này cực kỳ chất luôn đấy ạ. Nếu mà so với các xe cùng đời thì chiếc xe này chạy cực ít, còn rất là mới. Vâng, và cảm ơn quý anh chị đã đồng hành và ủng hộ em.